Hello, xin chào các bạn. Trong cuộc hành trình đi kiếm những cây bonsai hoặc là cây cảnh bonsai mini, thì là những cây có tuổi, có tên hoặc là không có tên cũng được, mà nhưng là cái ngọn lá nó đẹp, lá nó nhỏ nó được là tuổi đời của nó luôn khá lâu, là ta sẽ lấy, mà không gặp là ta sẽ lấy những cái cây thác khác. Ta sẽ đi kiếm theo những con này là nước sông, tác động của nước nó sẽ trôi chảy hết, là ta sẽ thấy được cái bộ rễ của nó để mà ta đem về nhà hoặc là kiếm những cây thuộc nam. Phải đi nãy giờ mà không thấy. Tôi để giới thiệu cho các bạn một cái cây. Cây này là cũng có lịch sử của Việt Nam, giúp ta thắng lợi trong cái chiến tranh. Đây là những cây giúp ta thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Đây các bạn ơi, đây rất là nhiều. Đây, cây này có giúp người ta về cuộc chiến tranh để mà giành lại tổ quốc và hòa bình. Là cây này người ta gọi là cái cây cộng sản. Nhưng ở dân ở đây, cộng sản là tôi biết thôi, còn dân ở đây là họ không biết cái cây này là cái gì, mà họ biết nhưng biết cái tên khác gọi là cây bông bay. Tại mùa Tết cổ truyền, nó sẽ ra hoa vào những cái dịp Tết cổ truyền, nó sẽ bay để mà duy trì cái nòi giống, và nó bay khắp những cái đồi núi triền, nó sẽ phát triển lên và thành những cây này để mà duy trì cái nòi giống là cái bông bay. Cái này là tuổi thọ của nó là cũng không cao, có những cây là sống đến 5 đến 10 năm, có cây sống đến 1-2 năm, rất ít. Thân nó rất là nhẹ, là mới giúp người ta là mang đến những cái lưng như tôi này, là mới được. Những cái cây kia nó nặng quá, mà đặc biệt là nó khó lâu héo này, lâu héo là nó héo, nó vẫn còn màu xanh. Ta sẽ mang lên đến người, và cái cây này ở nhà ta sẽ che lên nắng cho nó đỡ nắng. Cây đây là người ta ở đây, dân ở đây trồng hàng rào rất là nhiều cây đây. Cây này là nó trồng tượng trưng cho mùa xuân, tới khi Tết cổ truyền là nó sẽ nở hoa và nó sẽ bay rất là đẹp, là gọi là cây bông bay. Trong hồi xưa là có một cái tên khác nữa là gọi là cây này là cây biệt đồng, là gọi cây này người ta sẽ mang trên lưng như tôi vừa nói, là có những cái loài cây có rất là nhiều tên. Cây này là có giá trị các bạn, vì sao là cầm máu rất là hay. Có thể ta đi trên này mà ta sẽ vô tình trượt xuống, máu chảy rất là nhiều, hoặc là va chạm những cái gì sắc nhọn máu chảy, là ta sẽ hại những cây này, là ta sẽ xóa đi hoặc là nhai như tôi, là ta sẽ đắp lên vết thương, là nó sẽ cầm được máu. Là cây này những cái đọt non rất là hiệu quả hơn những cái lá già. Đây là những cây này rất là hiệu quả với những cái cây có giá trị thuộc nam, là cây cộng sản, là cây biệt đồng, ở đây người ta gọi là cây bông bay. Cái này là người ta sẽ dùng để mà nó trong những cái hàng rào, nó thân nó rất là nhiều, nó sẽ ngăn chặn những cái con bò hoặc là con trâu để mà tới đây để mà ăn hoa màu hoặc hò. Như vậy hôm nay đi vào và gặp các bạn đến những cái cây có giá trị thuốc hay những cái cây mà giúp chúng ta
cắm mẫu, là cây bông bay đây. Đây là hết, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.